Các bạn đã từng nghe tới loài cá Amazon khổng lồ, mặt như thủy quái nhưng thịt ngon không tưởng. Nếu rồi thì là tốt, còn nếu chưa thì ngày hôm nay anh Cam Mười Tú sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi. Vậy rốt cuộc danh tính của loài cá ấy là gì và cơ duyên nào đã khiến họ gặp nhau? Hãy tiếp tục theo dõi để Mèo Ú giải đáp cho nhé. Nhưng trước tiên Mèo muốn làm một việc quan trọng hơn là trả lời comment của một số bạn ở video trước. Đầu tiên bạn Long Phi bình luận, chị Mèo ơi chị có đẹp không? Em hỏi câu này chị khó trả lời quá. Nói chung là ai từng gặp ngoài đời cũng khen chị dễ thương hết á. Còn đẹp hay không thì tùy quan điểm mỗi người em ạ. Tiếp theo bạn Lê Thanh Danh bình luận, em chào chị Mèo dễ thương và cute, em là fan chị đây được 3 năm rồi đó. Chị kính cẩn nghiêng mình chào lại em nha. Theo dõi chị 3 năm nay thì cũng là fan bê tông cốt thép rồi ấy nhỉ. Hôm nào có thời gian, chị em mình hẹn hò cà phê xíu cho biết mặt nhau được không em ơi? Bạn nào cũng muốn được trả lời bình luận trong những video tiếp theo thì đừng quên nhanh tay comment xuống dưới nhé. Tình cảm của các bạn là động lực to lớn giúp Mèo làm ra nhiều video hay và chất lượng hơn nữa. Quay lại với nội dung chính, hiện tại anh Cam Mười Tú đã tìm tới nhà một chuyên gia trong lĩnh vực săn bắt thủy quái. Anh hy vọng trước chuyến đi có thể tham khảo thêm một số thông tin hữu ích. Dĩ nhiên nhận được lời đề nghị, anh chuyên gia cực kỳ nhiệt tình giúp đỡ. Theo những gì anh Tú tiếp thu được thì công việc săn bắt thủy quái không quá khó khăn. Đặc biệt nếu có thêm sự hỗ trợ của các hảo anh em thì mọi chuyện còn dễ dàng hơn. Chủ yếu anh sẽ phải rèn luyện cho bản thân kỹ năng phản ứng nhanh và xử lý tình huống thật khéo léo. Vừa tâm sự, anh chuyên gia vừa dẫn anh Tú ra tham quan chiếc ao rộng lớn nhà mình. Phía dưới đó hiện là tất cả những con thủy quái mà anh từng bắt được. Ngoại trừ những con đã bị làm thịt hoặc đem đi đấu giá thì số lượng còn lại vẫn khá nhiều. Dự là thời gian tới, anh chuyên gia sẽ còn kết nạp thêm vài em nữa về cho vui nhà vui cửa. Nhìn công trình trước mắt anh Tú chỉ biết ước. Giá mà anh cũng có được thành tựu như này thì cuộc sống không còn gì hối tiếc. Chưa dừng lại ở đó, anh chuyên gia nhiệt tình tới mức tự tay quăng lưới bắt cá lên cho anh Tú xem. Thật bất ngờ là chúng nó nhỏ hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Hỏi ra mới biết, những con có kích thước nhỏ chỉ được anh chuyên gia nuôi dưỡng với mục đích dùng làm mồi câu. Hay các cụ còn gọi cách khác là thả con săn sắt bắt con cá rô ấy. Tranh thủ cơ hội này, anh Cam Mười Tú sẽ xin một ít cá mồi về làm giống. Tất cả chúng nó sẽ phục vụ cho quá trình anh tác nghiệp sắp tới. Cứ như thế, hàng chục con cá xuất hiện trong sự hào hứng hồ hởi của anh Tú và những người bạn. Cuộc đời báo thủ chỉ có cảnh này là vui nhất. Ngoài đánh bắt bằng lưới thì một số thành viên trong đoàn thích sử dụng cần câu. Họ bảo cái cảm giác đứng chờ đợi một sinh vật độc lạ xuất hiện nó phê như con tê tê. Thôi thì mỗi người một gu, anh sẽ không đưa ra bất kỳ nhận xét nào. Ấy thế mà ngay lúc anh Tú đang định quay người bỏ đi thì cần câu của anh bạn có dấu hiệu. Không suy nghĩ quá nhiều, anh lớn tiếng cổ vũ bạn mình giật dây lên. Trong khi đó anh chuyên gia đứng bên cạnh có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Bởi anh cho biết cá cắn câu là chuyện quá bình thường như cân đường hộp sữa. Cảnh này thật quen thuộc, anh đã thấy nó cả trăm ngàn lần. Anh Cam Mười Tú là tấm chiếu mới trải nên có cảm xúc bất ngờ hào hứng cũng dễ hiểu thôi. Một lúc sau, do con cá quá mạnh mẽ nên mấy anh bạn phải hợp sức lại mới có thể chinh phục nó được. Đúng như anh Tú dự đoán, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện. Vậy là ngày hôm nay, các anh sẽ may mắn được diện kiến một trong những con thủy quái mà anh chuyên gia tâm đắc nhất. Không những thế, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để họ thực hành trước khi đi thực chiến. Cuối cùng, cảm thấy cứ đứng mãi trên bờ không phải là cách. Các anh đã rủ nhau phi thân xuống nước cùng tấm lưới do anh chuyên gia cho mượn. Còn chưa kịp làm gì, con thủy quái đã chủ động nhảy vào. May mà trong đoàn có người có chút ít kinh nghiệm nên con cá nhanh chóng tiếp đất an toàn. Thì ra đây là hình dáng thật sự của một con thủy quái Amazon khổng lồ. Trước đó, anh Cam Mười Tú đã nhiều lần thấy em nó xuất hiện trên TV báo đài. Hôm nay được tiếp xúc ngoài đời mới biết y như lời đồn. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là thân hình to chà bá lửa. Thậm chí nó còn lớn bằng cả một người trưởng thành ấy chứ. Ngoài ra lớp vảy bên ngoài vừa dày vừa cứng cáp giúp bảo vệ cá khỏi những tác nhân xung quanh. Dành cho bạn nào chưa biết thì tên gọi chính xác của loài cá này là hải tượng long. Nghe cái tên thôi đã thấy sang chảnh rồi nhỉ. Thực tế đúng như vậy, chúng là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới và là một loài đặc chủng chỉ xuất hiện tại Amazon. Tranh thủ trong lúc mọi người đang xếp hàng để check in với con thủy quái, anh Cam Mười Tú sẽ chia sẻ cho chúng ta thêm một vài thông tin anh vừa góp nhặt được từ chị Google. Đầu tiên, tại các quốc gia Nam Mỹ như Peru và Brazil, cá hải tượng long được nuôi trong tự nhiên khá nhiều. Trước đây chỉ nổi tiếng tại Nam Mỹ nhưng hiện nay, việc nuôi cá hải tượng làm cảnh đang rất phổ biến trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Được mệnh danh là thú chơi của đại gia, giá cá hải tượng long tại Việt Nam rất cao. Chỉ những người có tiền hay những người đặc biệt say mê dòng cá này mới có thể sở hữu được chúng. Mèo nghe tới đây là biết chúng ta không thuộc về nhau rồi đấy. Còn đỗ nghèo khỉ đến bản thân mình còn chưa nuôi nổi thì sao dám nghĩ đến chuyện nuôi cá cơ chứ? Ấy thế mà anh chuyên gia lại cực kỳ hào phóng. Thấy đoàn của anh Cam Mười Tú hứng thú quá, anh quyết định tặng lại con cá hải tượng long cho mọi người làm thịt. Tiền bạc đối với anh chỉ là phù du thôi. Quan trọng nhất vẫn là ai cũng cảm thấy vui. Bất ngờ nhận được món quà giá trị nên anh Tú sướng hết cả người. Anh nhanh chóng đem con cá đi sơ chế.
Chẳng mấy chốc, lớp vảy cứng cáp được loại bỏ, lộ ra là phần thịt vừa nhiều vừa chắc. Không những thế, con cá hôm nay còn đang có trứng. Vậy là các anh đã bắt một được hai rồi. Mãi tới tận khi trời tối mà vẫn chưa thấy món ăn ra, anh tò mò chạy xuống bếp xem tình hình. Thì ra do con cá quá lớn nên thời gian nấu nướng cũng lâu hơn. Trông sang thấy con tiểu thân đang gặm nhấm hộp đồ ăn vì đói mà anh đồng cảm vô cùng. May mắn là sau đó bữa ăn với nguyên liệu là cá hải tượng long đã không khiến anh phải thất vọng. Nếu các bạn muốn biết cụ thể hương vị của em nó thì chịu khó tự đi mua về ăn nhé. Chứ anh Tú nhất quyết không chia sẻ. Anh này sống tàn ác chắc thảnh thơi lắm mọi người nhỉ. Thôi thì anh đã có ý giấu giếm, mèo cũng chẳng hỏi han quá nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ nói lời tạm biệt anh Cam Mười Tú và di chuyển qua chỗ anh Ba Trà Cú. Mèo tin rằng anh Ba sẽ không đem tới cho chúng ta cái kết hụt hẫng như anh Tú đâu. Như các bạn đang thấy, anh Ba vừa đặt chân tới vùng đất lạnh lẽo bị tuyết trắng bao phủ. Tuy nhiên đây không phải nhà của anh, mà thực tế là điểm tụ tập của hội báo thủ. Lần này cũng chẳng ngoại lệ, rất nhanh chóng họ đã điểm danh đầy đủ. Dĩ nhiên làm gì thì làm, vẫn phải đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đầu. Anh Ba Trà Cú nhanh chóng trang bị thêm đồ để giữ ấm. Khi cảm thấy tương đối hài lòng, cả đoàn cùng nhau leo lên xe địa hình phi tới một hồ băng rộng lớn. Nhắc đến hồ băng, mèo đoán luôn được các anh báo thủ sắp sửa bày trò nghịch ngu gì rồi. Thế nhưng mèo sẽ không vội tiết lộ đâu, để mọi người tự tìm ra câu trả lời mới thú vị chứ. Chỉ thấy một anh trong đoàn vừa đem ra chiếc máy khoan công suất lớn. Về phía anh Ba Trà Cú, anh đang tất tả chuẩn bị cần câu và mồi câu. Xem đến đây mà các bạn còn chưa đoán ra đáp án thì mèo cho ở lại lớp luôn đấy. Vì sự thật rõ rành rành là họ đang tiến hành câu cá ở hồ băng rồi. Nghe thiên hạ đồn bọn cá sống trong nước lạnh thường có phần thịt săn chắc và đậm vị hơn. Để hôm nay anh Ba Trà Cú sẽ kiểm chứng cho chúng ta xem sự thật có phải như vậy không nhé. Trộm vía hôm nay các cụ gánh còng lưng nên số lượng các anh bắt được không hề ít. Cứ con nào thành công tiếp đất là sẽ được cấp đông bằng tuyết luôn. Như này thì không bao giờ sợ cá hỏng. Đặc biệt trong số những con cá vừa câu được, anh ấn tượng nhất với một con to chà bá lửa. Con này đem về cả nhà anh ăn cũng chẳng hết nổi. Cứ tưởng ngần ấy cá đã là quá đủ rồi nhưng không. Người ta có câu lòng tham con người là vô đáy. Do đó vẫn thấy anh Ba lao vào công việc như thiêu thân. Dường như chỉ cần lười biếng vài giây là anh sẽ bỏ lỡ thứ gì đó quý giá lắm vậy. Theo mèo quan sát thì công việc câu cá của anh không chỉ diễn ra tại một địa điểm, mà cứ mấy phút lại thấy anh lên xe phóng đi. Thì ra đây cũng là một kinh nghiệm xương máu mà anh Ba muốn chia sẻ với khán giả. Nếu chỉ tập trung tại một vị trí duy nhất thì bọn cá phía dưới sẽ đủ thông minh để rủ nhau tránh chỗ đó ra. Vậy nên anh mới mất công chạy hết chỗ này tới chỗ khác để chúng không biết đường nào mà lần. Cái kết cuối cùng chỉ đành chấp nhận theo anh về nhà chơi trò nấu ăn thôi. Không ngờ đi câu cá mà cũng cần nhiều kiến thức và kỹ năng tới vậy. Để hôm nào có dịp mèo nhất định sẽ áp dụng mẹo mà anh Ba Trà Cú vừa cung cấp. Biết đâu may mắn lại bắt được cá thật thì sao? Các bạn cũng nên tham khảo thử nha, có mất gì đâu mà phải đắn đo. U là trời, ở đâu lại xuất hiện một em bé cute phô mai que thế này? Hỏi ra mới biết đây là con của anh Ba Trà Cú. Đây là chuyến đi đầu tiên của em và bố. Có thể thấy con nhà Tông không giống lông cũng giống được cái đức tính ham vui. Mặc cho thời tiết đang lạnh cắt da cắt thịt, cậu bé vẫn tỏ ra vui vẻ và hào hứng muốn tham gia công việc. Bản thân anh Ba cũng cực kỳ tự hào vì sinh ra được những báo thủ nhí tiềm năng. Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn. Nhìn lên trời nhận thấy màn đêm sắp buông xuống, anh Ba cần đưa bọn trẻ về trước khi gánh chịu cơn tam bành của nóc nhà. Xuyên suốt trên quãng đường trở về, họ thu thập lại tất cả chỗ cá đang được ủ trong tuyết. Khoảng 30 phút sau, mấy bố con đã có mặt tại căn nhà ấm cúng thân thuộc. Do công việc kết thúc muộn quá nên anh còn không kịp đi làm thịt mấy con cá chiêu đãi gia đình. Thôi thì hôm nay các con cứ ăn tạm đồ ăn bình thường. Anh Ba hứa ngày mai sẽ bù đắp thật hoành tráng. Tin lời bố nên mấy bé con đi ngủ với tâm trạng háo hức chờ đợi. Và rồi sau một giấc ngủ ngon, sáng sớm tinh mơ hôm sau, anh Ba đánh thức các con dậy từ rất sớm. Nếu là bình thường gọi dậy đi học thì chắc phải một tiếng nữa mấy bố con mới có thể ra khỏi nhà. Nhưng lần này nghe bố bảo đi câu cá, cả hai bật dậy ngay và luôn. Quay lại địa điểm hôm qua, anh Ba vẫn sử dụng thịt cá đông lạnh làm mồi câu. Về cơ bản anh thấy loại này dễ mua, dễ dùng mà hiệu quả được của nó. Đối với những cái lỗ câu đã được đào từ hôm qua, hôm nay chỉ việc dùng muôi thủng múc mớt tuyết đi là xong. Do ngày thứ hai nên mọi thứ dễ dàng hơn nhiều. Nếu các bạn đang tò mò muốn biết cái kết thì vẫn là nở hoa thôi. Một khi anh Ba Trà Cú đã ra tay thì làm gì có con cá nào thoát được. Đặc biệt anh lại còn đang đi cùng các con nữa. Vậy nên không thành công thì cũng thành thụ. Các bé con đứng bên cạnh xem bố làm mà không hết lời khen ngợi làm anh Ba càng hăng hái hơn. Vừa lót dạ tạm bằng suất cơm hộp, anh nhanh chóng quay lại với công việc còn đang dang dở. Để mà nói về tổng số cá đã bắt được từ hôm qua đến nay thì đúng là câu hỏi khó. Vì anh Ba Trà Cú không quá quan tâm tới vấn đề đó. Chủ yếu anh chỉ muốn flex kỹ năng thượng thừa của bản thân cho khán giả và các con được thấy. Ngoài ra kiếm thêm ít thức ăn đem về lấy lòng nóc nhà thôi. Vẫn với tâm thế tự tin đó, ngày thứ hai kết thúc như một cái chớp mắt. Ngay khi trời vừa sẩm tối anh đã giục giã các con lên xe về nhà.
cho bọn trẻ đi cùng như này thì cũng vui đấy, nhưng bị cái là giới hạn thời gian. Nếu để chúng ở ngoài quá muộn, sương đêm và tuyết lạnh sẽ khiến chúng ốm mất. Sức đề kháng của trẻ con còn rất yếu, không được như người lớn mình. Vậy nên anh ba có thể về trễ cỡ nào cũng được, nhưng các con của anh thì không. Từ những chia sẻ trên, Mèo khẳng định anh ba Trà Cú là một ông bố tuyệt vời nhất trên đời, vừa cố gắng tạo cơ hội cho các con được trải nghiệm và phát triển. Tuy nhiên, anh không quên lưu tâm tới những vấn đề có thể khiến các con bị ảnh hưởng. Mai sau khi lập gia đình, Mèo cũng muốn tìm kiếm một người bố thế này cho các con của mình. Các bạn có quen ai vừa giỏi giang lại chu đáo như anh ba Trà Cú thì giới thiệu cho Mèo với nhé. Mèo hứa sẽ hậu tạ thật hậu hĩnh. Còn bây giờ quay lại với nội dung chính. Đối với châu cá còn lại, anh sẽ tiến hành giã đông. Sau đó mới cẩn thận lọc lấy phần thịt ngon nhất ở hai bên sườn. Vậy là sau bao vất vả, cuối cùng anh đã có thể thực hiện lời hứa chiêu đãi các con một bữa thịt cá thật hoành tráng. Tuy nhiên, nếu chỉ đem cá đi chiên hay hấp thì quá là bình thường rồi. Lần này anh muốn chế biến món gì đó thật mới mẻ. Và thế là những chiếc bánh mì được đem ra phết bơ. Lúc này, thịt cá tươi ngon ở bên cạnh cũng đã được chiên ngập dầu. Một mùi thơm nồng nàn lan tỏa khắp gian bếp khiến ai cũng muốn nếm thử. Không nằm ngoài dự án, 1 phút 30 giây sau cả đại gia đình đã có mặt đầy đủ. Lúc làm thì có một mình anh ba thôi, nhưng lúc ăn thì chẳng thiếu một ai. Dĩ nhiên là món bánh mì cá độc lạ của anh ngon nhất cái nách rồi. Nguồn nguyên liệu chất lượng thế cơ mà. Để không làm phiền gia đình dùng bữa, chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng hành cùng Mèo Ú suốt thời gian qua. Đừng quên tiếp tục ủng hộ Mèo Ú trong thời gian tới nhé. Mèo Ú yêu tất cả các bạn.